Vũ trụ cảnh báo bạn thông qua 10 điều sau đây. Điều thứ nhất, mọi người bắt đầu nói với bạn cùng một thông điệp theo những cách đáng ngạc nhiên. Vũ trụ thường gửi cho bạn một thông điệp về sự thay đổi thông qua những người khác. Hãy tìm kiếm những câu nói có ý nghĩa đang được nói với bạn bởi những cá nhân rất khác biệt và không có sự liên kết trong cuộc sống của bạn. Đây không phải là ngẫu nhiên. Đó là vũ trụ cho bạn biết cách thực hiện thay đổi và cho bạn biết lý do tại sao cần phải thay đổi. Nó không phải lúc nào cũng là một sự thay đổi mà bạn muốn, hoặc một sự thay đổi dễ dàng, nhưng nó sẽ luôn là một sự thay đổi cần thiết. Điều thứ hai, những con số may mắn bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của bạn ở khắp mọi nơi. Số may mắn là những số lặp lại có ý nghĩa khác nhau mà bạn có thể thấy ở những nơi khác nhau. Có thể là trên đồng hồ, trên biển số xe, trên điện thoại hay bất kỳ nơi nào bạn để mắt tới. Khi bạn biết để ý đến chúng, chúng sẽ bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Những con số may mắn này thường là dấu hiệu từ vũ trụ. Có một sự thay đổi lớn đang đến, sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Ý nghĩa của các con số may mắn là khác nhau. Nhưng khi bạn nhìn thấy chúng nhiều lần, bạn có thể chắc chắn rằng chúng có ý nghĩa áp dụng cho cuộc sống của bạn. Hãy để mắt đến những con số may mắn lặp đi lặp lại. Bạn sẽ ngạc nhiên và cảm thấy yên tâm hơn khi đón nhận những thông điệp từ những con số may mắn này. Một trong những cách đầu tiên và dễ dàng nhất để biết khi nào vũ trụ mang đến cho bạn những dấu hiệu là để ý những con số may mắn này. Số may mắn là một dãy số giống nhau được lặp đi lặp lại, ví dụ như là 111, 222, 333. Bạn thấy một số lặp đi lặp lại liên tiếp càng nhiều lần, thì thông điệp đó càng trở nên mạnh mẽ. Khi bạn mở to mắt trước những con số may mắn và bắt đầu nhìn thấy chúng là lúc niềm tin của bạn sẽ bắt đầu mạnh mẽ hơn, bạn sẽ nhận ra rằng bạn không đơn độc, vũ trụ thực sự ủng hộ bạn và bạn có sự giúp đỡ và bạn có thể dõi theo những video của kênh chia sẻ về những con số may mắn tại kênh trị liệu tâm trí cân bằng năng lượng để có thêm thông tin hữu ích. Điều thứ ba, một cuộc khủng hoảng xuất hiện giúp bạn khám phá sức mạnh cá nhân của mình. Điều thứ ba, một cuộc khủng hoảng xuất hiện giúp bạn khám phá sức mạnh cá nhân của mình. Đôi khi vũ trụ nói chuyện với chúng ta bằng cách để chúng ta khám phá sức mạnh của chính mình. Vũ trụ cho chúng ta cơ hội để chống lại bóng tối bên trong chúng ta và đối mặt trượt diện với chúng thay vì có thể dựa vào những thứ bên ngoài thời kỳ khó khăn có thể khiến chúng ta phải đào sâu và tìm ra cốt lõi của con người thật của chúng ta và những gì chúng ta phải cống hiến cho thế giới khám phá sức mạnh cá nhân của bạn và tối đa hóa nó chính là ngừng phụ thuộc vào thế giới bên ngoài để thỏa mãn và xác nhận bạn bắt đầu với chính mình ngừng tìm kiếm những điều bên ngoài để sắp xếp lại cuộc sống của bạn trong sâu thẳm bạn biết điều này không hiệu quả điều thứ tư bạn trải qua nỗi đau thể xác bí ẩn nhưng không có bệnh tật cảm xúc và trải nghiệm tâm linh của chúng ta có ảnh hưởng lớn đến cảm giác của cơ thể chúng ta đôi khi chúng ta thậm chí có thể không nhận thức được rằng mình đang xử lý một số trải nghiệm nặng nề hoặc dữ dội vũ trụ gửi chúng đến dưới dạng nỗi đau thể xác. Chúng ta có thể cảm thấy như đang được cơ thể cho biết điều gì đó về cuộc sống của mình, nhưng không chắc đó là gì. Nếu bạn từng trải qua nỗi đau mà bạn không thể chạm tới tầng cùng, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang bám vào một niềm tin nào đó, hoặc bạn đang suy nghĩ điều gì đó, hoặc cảm xúc nào đó mà bạn không thể hiện ra, hoặc điều gì đó mà bạn đang làm hay không làm đều không hiệu quả. Vũ trụ đang sử dụng nỗi đau thể xác như một cách để thu hút sự chú ý của bạn. Điều thứ năm, thảm họa bất ngờ ập đến làm gián đoạn kế hoạch của chúng ta. Một trong những cách vũ trụ thay đổi kế hoạch của bạn là thông qua những thảm họa. Khi bạn nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra theo một hướng nhất định, nhưng chúng đột nhiên bị gián đoạn bởi một sự kiện bất ngờ, nó sẽ khiến bạn phải quay cuồng. Điều thứ sáu, bạn tiếp tục đánh nhau và tranh luận gây gắt mà không có lý do rõ ràng một trong những cách đáng ngạc nhiên mà vũ trụ chuẩn bị cho bạn một điều gì đó mới mẻ là khiến mọi thứ khác trở nên tồi tệ điều này có thể xảy ra dưới hình thức đột nhiên phát hiện ra rằng mọi thứ từng phù hợp với bạn đột nhiên khiến bạn đi sai hướng bạn không chắc tại sao nhưng bạn cảm thấy như mọi người đang chống lại bạn và bạn không thuộc về nơi đó bạn bắt đầu gây gỗ, có những bất đồng và ngày càng căng thẳng hơn. Những cuộc tranh cãi nảy lửa và những bất đồng cứ liên tục xuất hiện. Những tranh luận này có thể là với những người thân yêu của bạn hoặc với những người là ngẫu nhiên. Điều này thường là do vũ trụ đang chuẩn bị cho bạn một sự thay đổi lớn trong bối cảnh xã hội nơi bạn sống hoặc môi trường làm việc của bạn. Điều thứ bảy, tất cả các kế hoạch của bạn đều thất bại. Vũ trụ thường loại bỏ tất cả những cạm bẫy bên ngoài của cuộc sống trước khi mang lại cho chúng ta những gì chúng ta thực sự cần để đạt được tiềm năng của mình. Sự kết thúc thường có thể là sự chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn hơn và có lợi hơn sắp xảy ra. Điều thứ 8. Bạn bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu, biểu tượng, sự lặp đi lặp lại tuyệt vời xung quanh mình. Khi vũ trụ muốn cho bạn biết về một sự thay đổi sắp tới, vũ trụ sẽ gửi cho bạn các dấu hiệu biểu tượng và các kiểu mẫu lặp đi lặp lại điều quan trọng nhất để hiểu được điều này là tìm ra điều gì đó cụ thể và có ý nghĩa mà bạn thường thấy nhưng có thể chưa từng nghĩ đến trước đây đây có thể là một biển quảng cáo mà bạn đi qua hàng ngày một khẩu hiệu mà bạn bắt đầu thấy lặp đi lặp lại ở khắp mọi nơi rất khác thường hoặc hiếm gặp hoặc một bài hát liên tục bật lên mang một thông điệp rất cụ thể Điều thứ 9. Bạn bị lừa bởi một người mà bạn hết sức tin tưởng. Phản ứng tự nhiên đầu tiên đối với điều này là cảm thấy tức giận, bực bội. Không ai nên bị lừa dối hoặc làm hại bởi người mà họ tin tưởng. Cho dù đó là đối tác kinh doanh, người yêu lãng mạn, thành viên gia đình hay bạn bè. Tuy nhiên khi nó xảy ra, bạn có một sự lựa chọn. Bởi vì sự thật là đây là một cách mà vũ trụ nói với bạn và trao cho bạn một cơ hội để thay đổi. Đôi khi bạn cần một con đường mới phía trước và một sự thất vọng lớn chính xác là cách nó xảy ra. Điều thứ 10. Bạn được trao một cơ hội bất ngờ mà bạn không bao giờ nghĩ là có thể. Một trong những cách mà vũ trụ thông báo về một sự thay đổi sắp tới là bằng một cơ hội bất ngờ mà bạn không bao giờ ngờ tới. Đó có thể là học bổng, lời mời làm việc, mối quan hệ mới. Nhưng dù nó là gì đi nữa, nó thường sẽ là thứ cực kỳ hữu ích cho bạn, nhưng bạn không bao giờ mong đợi, hoặc thậm chí không nghĩ tới. Đột nhiên nó bất ngờ xuất hiện, giúp mở ra một con đường phía trước khi bạn ít ngờ tới nhất. Một sự thay đổi sẽ đến. Những dấu hiệu của anh vừa chia sẻ là điều bạn nên chú ý với một tâm hồn cởi mở. Nếu bạn đã ở trong một tình huống, trạng thái hoặc khuôn mẫu mà bạn rất muốn vượt qua. Hãy tin tưởng, vũ trụ đứng về phía bạn và cuộc sống sẽ được cải thiện. Bạn càng tìm thấy sức mạnh cá nhân của mình và lấy những thất vọng và bất công trong cuộc sống làm kinh nghiệm. Thay vì thất bại, bạn sẽ càng trở thành anh hùng trong câu chuyện của chính mình. Vũ trụ sẽ ở bên bạn trên mỗi bước đường. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại